Hai các bạn. Đây, cua nè. Bữa nay ăn cua ngắt. Đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để đưa ớt vô nè. Ớt mình giả. Nhưng mà trong đó có mình để chút xíu rau răm. Đây. Đó, để vô đây. Mấy cái này xích vào đây nhá. Mình sẽ để ớt ở đây. Bữa nay mình sẽ không có để cái chén riêng nữa. Rồi các bạn. Lại để ở đây. Mấy cái này xếp qua đây. Đó. Nè, gạch quá trời luôn nè. Các bạn thấy không? Toàn gạch không thôi. Đó, mời các bạn nhé. Đó, thôi các bạn. Wow. Cái này là mì, giống hôm qua mới ăn mì đó các bạn. Thì cua này là cua này là mì để vô cái nồi hấp á, để chút xíu thôi, chưa có chín nữa các bạn. Nè, cái này nó còn chưa có đỏ nè, chưa có đỏ. Mới để chút xíu cho nó đổi màu chút xíu thôi các bạn. Nhưng mà thì các bạn biết là mới bị dị ứng với cái màu mà chưa có chín á, mặc dù nó ngon. Nhưng mà nhìn cái màu nó còn sống cái là mới có tưởng tượng trong đầu vậy đó, không ăn không được. Thì mới để chút xíu thôi, nhưng mà cái thịt vẫn chưa có chín các bạn. Nhưng mà cái mình của nó thì nhìn nó hơi vàng vàng xíu, nhưng mà có cái là chưa luôn nè, chưa đổi màu luôn. Nên thật ra cái này là còn còn tươi, nó chỉ 10% thôi. 10% là ở ngoài này nó đổi màu chút xíu, mình để vô xong mình đậy nắp. Chưa tới 1 phút nữa là mình lấy ra liền cho nó đổi màu chút xíu thôi. Đây. Ba con. Một con hôm qua mình ăn rồi đó. Ăn cái này trước nhé. Oopsie. Mình lấy ra chút xíu, tại hồi nãy mình để hơi nhiều, mình sợ hơi mặn. Trong này á gạch không luôn. Nào. Mà cả thông luôn á. Đổ vô đây. Tại hồi nãy mình để hơi nhiều á. Đã hơi nhiều muối. Để hơi nhiều trong này nè. Đây. Còn tiếp theo. Ở gạch quá trời luôn.
Hồi đứa nó sợ con cua đó. Úp xin. Đổ hết rồi. Nó mà thấy là nó sợ đó. Con ăn không? Cua ăn không? And are you eating this too? Mm-hmm. I don't know if I want to have some. So I don't know if I want to have some. Yeah. Là con không biết con có nên ăn thử không, có giống kiểu vậy đó. Có ăn được không á, là không biết luôn á. Cái đau này nè. Phải bây giờ cho các bạn thấy luôn. Chấm nè. Nó chưa có chín nên cái thịt nó rất là dễ ra. Đây đây có thịt nữa nè. Đây nè. Đây gạch nè. Đảo. Có lẽ nếu mà nó chín á, cái thịt nó không có ra đâu các bạn, cái thịt nó khó ra hơn. Nhưng mà nó chín là mình phải gỡ từng miếng từng miếng. Cái này trong này có thịt nè, cắn một cái là cái thịt nó ra hết. Gỡ từng miếng xong rồi gỡ miếng thịt. Còn nó chưa chín là mình cắn cái là nó ra hết thịt luôn. Giống như ăn ốc vậy đó. Cái tiếng phone của Mimi các bạn. Này mới có đấy rồi. Có thật trong này móc ra. Cắn ghẹ mút ra nó cũng ra hết luôn.
Mới kêu tụi nó đóng cửa tại vì hai đứa đang coi phim trong phòng. Mà cái loa này nè, trời ơi nó thu dữ lắm. Nó là tiếng hết. Bạn nông cảm á, mày không biết ăn rau. Mày chỉ biết ăn rau này rồi, còn ngoài ra rau khác nữa không biết ăn. Nhỏ lớn mày không thích ăn rau mà. Nên rất là ít đồ uống nước, còn ít lắm. Bây giờ mày mới tập từ từ ăn rau đó. Cái này ăn dễ mà ngon à. Cái này ngon hơn chín các bạn. Nếu mà các bạn chưa có ăn, các bạn ăn thử. Cái thịt nó ngọt hơn mà dễ lấy thịt hơn. Rồi cái mấy cái con này nè, tại nó nhìn nhỏ xíu lấy thịt rất là khó. Nhưng mà nó chưa chín nữa, mình cắn cắn cái là thịt nó ra hết luôn. Đang mình khỏe lắm luôn. Mấy cái càng này mới kẹp rồi, kẹp cho nó bể rồi chứ không phải là để vậy mới cắn mà cắn được đâu, cắn không nổi đâu. Cái này đang đằng trước nè. Cua đá nó khó ăn hơn, nó bự, nhưng mà cái mình của nó cứng lắm nên khó ăn hơn. Nhưng mà nếu như làm kiểu này cũng khó ăn lắm, tại vì cắn không được đâu, tại nó cứng. Còn mấy cái này thì nó không quá cứng nên mình cắn được. Còn cua mà cua mấy cua bự của Canada không được đâu, cắn luôn mà mới làm bể rồi mà chưa có ấy. Cua này hôm qua mình mua 4 con có 9 đồng thôi. Tiền Canada ít hơn tiền Mỹ các bạn. Tiền Mỹ nhiều hơn. Nên
tiền Mỹ là 10 đồng, 10 đồng là được 20 bên Việt Nam ấy. 200 chứ. Nó khoảng 20 200 vậy đó. 200 mà bên này chỉ có 17 nha, 17 170.000, 80.000 thôi. Không tanh đâu các bạn. Hôm qua các bạn hỏi có tanh không? Không, không tanh đâu. Nhưng mà phải có ớt, có chanh này nọ thì nó mới ngon. Còn không có ớt nó ăn cũng không đủ lắm. Trong này có thịt nữa, mình không bỏ sót đâu, cắn miếng là thịt nó ra có dễ. Cái này cũng giống như nước chấm thần thánh của người bình thường thôi, nhưng mà có điều là mình để thêm đậu răm, để thêm đậu răm lúc mình giả. Cái này có thịt. Cái này bên Việt Nam có mà không các bạn? Cua này nè. Các bạn sợ không ăn được thì mua một hai con thôi mà ăn thử đấy. Các bạn mà ăn được đồ sống mà các bạn kiêng cái món này đó. Mới là mới ăn không ăn được đồ sống, nhưng mà cái này mới ăn được đó. Đồ sống không phải không ngon đâu, không phải mới không thích ăn tại không ngon đâu. Mà là tại vì cứ nghĩ nó sống đó, mới không ăn được vậy thôi. Cắn miếng xong rồi hút vô là cái thịt nó ra hết đầy trong miệng luôn. Thêm miếng nữa. Tại vì cắn một lần cái thịt nó chưa ra hết, cắn thêm lần hai lần ba nữa nó mới ra hết. Bây giờ là cắn cái miếng này nữa. Miếng này có thịt, trong này có thịt. Mong tới mùi ăn không bỏ một sót một miếng nào luôn. Các bạn đừng quên share cho Mê Huyền á, share ủng hộ Mê Huyền á. Đây. Được share, subscribe này nọ. Mê cũng không biết là có tiền không các bạn. Mê nghĩ chắc không đâu. Nhưng mà có điều là có nhiều người subscribe với là nhiều người xem á. Mê vui lắm. Càng thích làm nữa, giống kiểu vậy đó.
Mê lúc nào cũng nói các bạn share cho mê là vậy. Tại có thể nhiều bạn của các bạn xem nữa, xong rồi nhiều bạn của các bạn khác nữa đó. Thì càng nhiều người xem càng vui, làm càng thích các bạn. Cái này mà nhậu là đã luôn, bia uống rượu là đã luôn. Nhưng mà mới không biết uống rượu, uống bia. Rượu thì rượu nho hồi trước mới uống lắm thì được, nhưng mà cái đó nó không có mạnh, hình như chỉ có mấy độ à. Nói là rượu nho thôi, nho lên men thôi, nó ngọt mình mới uống được. Mình mua nguyên thùng luôn. Rượu nho của chị Ánh lắm. Không biết chị Ánh có xem video này không. Em tính làm cái video ăn cái món gì của chị bò lá lốt mà chưa có làm được. Quên, mỗi lần định làm nhưng mà một hồi đi chợ đó. Sẵn đi chợ làm luôn, ăn luôn giống mấy cái con cua này nè. Kiss me. Làm mua xong là phải ăn liền chứ không có để dành được. Còn cái đó thì em để vô tủ lạnh. Nên hả, chừng nào mà muốn ăn phải lấy ra trước. Những khi mình không có lấy ra trước nên ơi cứ mua đồ ăn làm video nào món ăn mới. Bẻ trong ngày cắn miếng ăn, cắn miếng rồi là cái thịt nó ra hết. Bữa nay mình ăn hết sạch sẽ luôn, chỉ có ớt là ăn không ăn được nè. Có điều làm nó thơm thơm. Là bình thường mình hay để tiêu, nhưng mà bữa nay nhả hết tiêu nên chưa có đi mua. Đi chợ vậy thôi, đi vòng cái khu mà họ bán mấy cái đồ khô á, tiêu đồ này nọ, đi vòng chỗ đó hoài, biết là cần cái gì đó nhưng mà không nhớ là cần mua cái gì. Về nhà mới nhớ, trời ơi, để ý rồi. Mỗi lần đi 2-3 lần là đó, gần đây 2-3 lần mới đi là đi ngay gần chỗ đó đó, chỗ mấy tiêu này nọ đó, mấy cà ri đồ này nọ, nói chung là mấy cái đồ bột, đồ khô này nọ, đồ thơm á, nhìn như mình định mua cái gì đó mà không nhớ, khổ lắm luôn. Bữa giờ rồi khổ hơn, khổ hai con mắm luôn. Dọn dẹp, không phải dọn dẹp, chuẩn bị đồ để đi học sạch xong xuôi hết cho hai con mắm nè. Lo hối hai con mắm tại bữa đó trễ, đi trễ. Bằng đầu ba mẹ con đi ra khỏi cửa, để khóa ở nhà luôn. Khóa cửa, khóa xe, khóa nhà trong nhà luôn. Xong rồi tụi nhốt mình ở ngoài cửa vậy đó. Xong rồi phone vòng đi kiếm chị Di. Chị Di thì nhà chị Di có khóa nhà Mary, nhưng mà nó đi học rồi. Tại bữa đó Mary đi học trễ, chứ bình thường Mary đi là nó chưa có đi. Lúc Mary qua nó học rồi. Phone bên thằng Đạt. Thằng Đạt là em họ của chồng Mary, nó đang ngủ kiếm nữa. Xong rồi nó cũng ráng mở cửa kiếm khóa cho Mary. Nó cũng không có khóa nhà Mary. Nó có nhưng mà có thể là mẹ nó cầm. Tại nhà Mary đó ai cũng có khóa nhà Mary hết á, cậu. Nhưng mà mẹ Mary lại không có, mẹ chồng. Cậu rồi chị Phượng, rồi dì Út, ai cũng có hết.
tại hồi trước mình, lúc mà mình có bầu á, mình chồng mình làm nhiều quá lắm, đưa hết cho mấy người gần đây nè, đưa hết, tại vì sợ khi mà mình sanh em bé hoặc cái gì đó mà không được á thì người ta còn có chìa khóa để mình vô luôn rồi đó. Thì chồng mình làm sẵn chìa khóa rồi đó, cho người nào cũng có luôn, dì Út rồi cậu rồi chị Phượng rồi đó, thì có chuyện gì là người ta vô thẳng, khỏi phải gõ đập cửa này nọ hết. Làm nhiều khóa lúc có bầu á, xong rồi tới giờ luôn. Trời, dân tuốt cũng chưa, nhưng mà cũng là người trong nhà thôi, đâu sao đâu. Nên hả, mới cũng không có sợ, không có lo gì, nhà cũng không có gì nên đâu có lo đâu. Chứ có nhiều người á thì lo, nhiều khi nhà có của này nè, sợ mất mới không đâu. Nhiều khi nhà mới đi du lịch bên Mỹ một tuần hay gì đó, cũng chìa khóa cũng đưa cho mấy người này có đó, cô rồi bác này nọ đó, họ có, họ cũng lo lo, họ vô vô nhà coi coi, giống như sợ đồ ăn hoặc cái gì đó thúi này nọ quên dục hay gì đó, họ cũng đi qua. Hồi trước mới có trồng mấy cây ớt này nọ thì ngày nào họ cũng qua tưới cây cho mình hết khi mình vắng nhà. Xong mình phải phone chồng của mình đang đi làm á, mình chồng mình nói là em bên là em khóa cửa rồi mà chưa khóa ở trong nhà, khóa xe trong nhà luôn, nên thành ra muốn đưa hai đứa cũng không được. Với lại bữa đó tuyết nhiều quá, mình cũng không muốn dắt hai đứa đi bộ. Đi bộ thì nếu như trời đẹp thì 5 phút thôi, nhưng mà trời tuyết mà đi hai con mắm này chắc cũng phải 10 phút hơn, là lội tuyết á. Nhân mươi cũng thôi, không đưa hai đứa đi luôn, không đi bộ luôn, ngồi đây đại trọng đi về luôn. Anh về xong rồi đưa khóa mở cửa, xong rồi đưa bà mẹ con đi học, đưa hai đứa đi học. Còn anh mới đi làm. Anh được cái là việc làm của anh á, muốn đi giờ nào cũng được, nhiều khi đang làm cũng được, ở đâu có chuyện hoặc ai cần á, trong nhà có việc gì á anh cũng đi về được. Nhiều khi anh đi làm nhưng mà anh thích mua đồ online đó, hồi trước không mới nói là mua microphone đồ này nọ online thích lắm, mua xong bán lại, hoặc là nhiều khi mua cứ người nào cần là anh mua, tại vì đó là sở thích của ảnh, không phải mua tại vì muốn buôn bán đâu, buôn bán không có đâu, nhưng mà anh lại mê cái mua đồ online lắm, mua mấy cái phone rồi mấy cái đồ này nọ, nói chung là mua tùm lum hết á, mua online. Thì anh đi làm lắm, nhiều khi đi anh đi một tiếng hai tiếng nữa đi mua đồ á. Nhiều khi xa cũng sao hết, ông chủ cũng sao hết, anh cứ đi ra đi vô bình thường thôi. Ớt nè, uống ghê luôn, chắc mình để vô chén mà một hồi ăn thịt gà luộc, ăn thịt gà mà hồi nãy nói cháo á. Wow, đã quá các bạn ơi. Này, các bạn nhớ nha, đừng quên share cho mẹ mình nha. Giờ bạn nào chưa có subscribe thì subscribe nhé. Bye.